Vừa qua tại Hà Nội, Cục Xuất nhập khẩu và Báo Công thương đã tổ chức lễ công bố báo cáo xuất nhập khẩu năm 2016. Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2016 được xây dựng từ nguồn thông tin chính thức về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm ngành hàng, từng thị trường và công tác chỉ đạo của ngành công thương trong điều tiết, xúc tiến hoạt động xuất nhập khẩu với những phân tích và dự báo sâu sắc. Đây là ấn phẩm hữu ích giúp các cơ quan hữu quan, các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, qua đó góp phần cho hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng bền vững. Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, năm 2016, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, nhiều nền kinh tế lớn và là đối tác thương mại đầu tư quan trọng của Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, điểm đáng ghi nhận trong báo cáo là kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2016 đã đạt 349,16 tỷ đô la Mỹ, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 175,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2015. Cả nước có 25 mặt hàng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, cao hơn con số 23 mặt hàng của năm 2015.